Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên lại được ngồi trong phòng hotel để trò chuyện với quý vị. Và có lẽ quý vị đang tự hỏi là, ủa, tại sao mỗi lần mà Kỳ Duyên quay clip là phần đông là thấy Kỳ Duyên cứ ngồi trong phòng hotel, hết hotel này tới hotel khác. Vì thứ nhất, thưa quý vị, là chỉ có những lúc đi show thì thường ngoài việc làm show thì Kỳ Duyên đang ở một cái thành phố lạ và cũng không có biết nhiều bạn bè ở đây, thành ra có nhiều thì giờ hơn để mà trò chuyện với quý vị. Thứ hai là phần đông khi Kỳ Duyên lên đây nói chuyện là Kỳ Duyên mới đi làm show về hay sắp đi làm show thì sẵn làm make up, làm tóc lên đây nói chuyện với quý vị luôn, một công hai chuyện. Thì thôi thưa quý vị, bây giờ nói đi làm show thì cái chủ đề Kỳ Duyên muốn nói hôm nay là làm MC cho sự kiện, cho event. Vì quý vị biết là làm MC đó thì có rất nhiều những thể loại làm MC khác nhau. Nếu chúng ta nói trên một sân khấu văn nghệ sẽ có một cách nói khác. Làm MC cho một hội đoàn, làm MC cho từ thiện, làm MC cho đám cưới. Mỗi một cách mình sẽ có một cái cách MC khác nhau tùy theo cái khán giả của mình. Thì không phải là lúc nào làm MC là mình cũng nói chuyện giống nhau. Thì hôm nay đặc biệt Kỳ Duyên muốn nói về cái đề tài là làm MC cho event, cho sự kiện. Và tại sao Kỳ Duyên bắt đầu cái gọi là cái series làm MC đầu tiên là làm MC cho sự kiện? Vì thú thật với quý vị, MC cho event, MC cho sự kiện nhiều tiền hơn nhiều tiền hơn MC cho văn nghệ thành ra. Và tất nhiên là ở văn nghệ thì lâu lâu mình mới có một lần, nhưng mà nhất là ở trong nước thì hầu như là hàng tuần, hàng ngày, ngày nào cũng có thể có một cái event, một cái công ty mời mình làm MC được. Thì cái đầu tiên á, Kỳ Duyên theo cái kinh nghiệm của Kỳ Duyên làm MC cho event thường thường nó sẽ có ba nhân vật hay là mà mình phải gặp. Thì thứ nhất đó là cái người chủ để mà họ của cái công ty đó, ví dụ như công ty lụa Thái Tuấn đó, thì đó họ sẽ đứng ra họ làm một cái event cho công ty họ cuối năm, khách mời cái gì đó. Cái người thứ nhì, cái nhân vật thứ nhì là cái công ty sự kiện. Nhiều khi chính cái công ty chủ họ sẽ đứng ra họ tổ chức lấy, thì cái đó là hai là một. Nhưng mà đôi khi cái công ty tổ chức đó họ sẽ mướn một cái công ty sự kiện, và rồi cái công ty sự kiện sẽ mướn mình làm MC. Thì nó có ba nhân vật lận. Tại sao Kỳ Duyên phải nêu lên cái vấn đề này? Vì thưa quý vị, rất nhiều khi Kỳ Duyên tới nơi, Kỳ Duyên gặp cái công ty sự kiện và họ sẽ viết cho mình cái script. Và khi họ viết cho mình cái script đó, nhiều khi thật sự nó không đúng ý với cái công ty chủ. Vì vậy, tại sao mình làm việc nếu mình cẩn thận hơn thì mình, như Kỳ Duyên đó, Kỳ Duyên bao giờ cũng muốn gặp người chủ để nói chuyện, nhưng không phải người chủ, nhưng mà cái công ty chủ hay là cái người đại diện hay là một người manager hay là cái người nào mà đứng về phía cái chủ công ty đích. Vì sao? Vì Kỳ Duyên muốn thật sự biết cái công ty họ làm gì, muốn học hỏi về công ty, muốn cái chiều hướng họ muốn đi về đâu, họ có cái thông điệp gì mà nhiều khi họ nói với cái công ty sự kiện truyền đạt tới mình nó sẽ thành không đúng ý. Ví dụ như là Duyên nói về công ty lụa Thái Tuấn, thì khi Duyên đọc cái script của cái công ty mà đứng giữa đưa cho Duyên á, họ nói về một cái bộ sưu tập, thấy ủa sao nó nói qua loa. Ví dụ như là một thời trang với những thiết kế tinh tế, với những đường nét tuyệt vời mang nét mùa xuân đến cho bla bla bla, nhưng mà nó nói chung chung lắm. Khi mà Duyên đọc cái script đó thì Duyên nghĩ ủa, cái này thì mình có thể mình nói về bất cứ bộ thiết kế thời trang nào, bộ sưu tập nào cũng có thể nói được bằng ấy hoa ngữ, nào là độc đáo, nào là sáng tạo, nào là với chất liệu mới nhất, nhưng mà nó không nói được cái đặc điểm của cái bộ sưu tập đó. Đó, thì thưa quý vị, vì Kỳ Duyên là cái người kỹ, Kỳ Duyên không phải chỉ nhận cái script đó và về đọc. Kỳ Duyên muốn được họp với chính công ty chủ. Thì khi Kỳ Duyên họp ra thì Kỳ Duyên nói, ủa không nha, đây là những cái vải họ nói có những cái bộ sưu tập, thì họ in tất cả những cái tập thơ
nào đó giữa những bức bức thơ mà họ vẽ lên cái vải của họ, và tại sao họ thiết kế với những cái bộ đồ như vậy, tại sao họ làm trong một cái cung điện đó, vì có những cái bộ sưu tập họ lại vẽ những cái hình của những cái đàn cổ hồi xưa, họ in những cái nốt nhạc của Mozart lên đó, họ in những cái cây đàn, cái vải, có nghĩa là cái bộ sưu tập của họ nó đẹp và nó đặc biệt hơn là cái lời của cái công ty sự kiện viết cho duyên đó. Thành ra khi mình nắm được cái đặc biệt của cái bộ sưu tập đó thì khi mình nói nó mới nhấn mạnh được những cái điểm gì, tại sao cái bộ sưu tập này khác với cái bộ sưu tập khác. Và đó mang Kỳ Duyên tới một cái điểm thứ nhì là mình muốn làm MC và mình muốn được công ty đó gọi mình lại năm sau trở lại, thì mình phải nói là không được lời quý vị, mình phải chịu khó hơn mọi người. Ví dụ Duyên là một người MC thường, một ngày Duyên chạy bao nhiêu show tới nữa, ok đưa cái script mang tôi lên tôi đọc, thì có thể là Duyên sẽ làm nhiều show hơn, nhưng mà chưa chắc gì Duyên đã làm khách hàng của Duyên hài lòng, mà khách hàng của Duyên là cái người công ty, cái công ty sự kiện. Tất nhiên đối với công ty sự kiện mình cũng phải làm tốt, mình cũng phải tới đúng giờ, mình cũng phải rất là gọi là chuyên nghiệp, mình rất là professional, mình tới nơi, mình tới giờ tập, mình tới đúng giờ và mình làm việc đúng với lại cái quy tắc. Nhưng cái cuối cùng vẫn là cái công ty chủ mà họ mướn, họ bỏ tiền ra để làm nguyên cái event đó. Thì ngay cả cái công ty sự kiện nhiều khi họ nói chuyện nhưng mà họ không có gạt hái được những cái gì mà cái người MC cần nói. Thì đối với Kỳ Duyên, Duyên cẩn trọng hơn, bao giờ Duyên cũng muốn bỏ ra trước đó 1-2 buổi tới để nói chuyện với người CEO, người chủ công ty, để biết rõ bộ sưu tập này là cái gì đặc biệt. Nếu cần Duyên nói chuyện với người thiết kế, tại sao anh làm cái này, ở trong đầu óc anh có cái gì và tại sao anh nghĩ. Thì tất cả những cái đó Duyên sẽ mang vào và Duyên tự nói, chứ Duyên chỉ không đọc dựa trên cái gì người ta viết cho mình. Và cái đó nó mới thể hiện được cái khác biệt của từng người MC. Vì thưa quý vị, nếu ai cũng đưa cho mình một cái script viết sẵn và MC nào cũng cầm lên đọc thì Kỳ Duyên sẽ không khác MC A, MC B, MC C. Ai cũng đọc được như vậy thôi. Chỉ cần mình không vấp, mình đọc đúng chữ là làm MC. Mà nếu mà nói như vậy thì quá dễ. Vì thật sự là mình làm, mình phải mang lại cái hiệu quả cho cái người client của mình, mình phải cố gắng hơn. Thưa quý vị, cái câu mà Kỳ Duyên được hỏi nhiều nhất là ô chị ơi, có thể nào chị dạy cách làm MC hay không? Thì thưa quý vị, đối với Kỳ Duyên á, nếu mà nói về dạy cách như là cách ăn nói, cách đứng, cách gì đó, thì Kỳ Duyên nghĩ là ở trên internet cũng có rất nhiều, và có thể sau này Kỳ Duyên sẽ ra những cái clip đó áp dụng cho cái thị trường Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, Kỳ Duyên thấy cái khó nhất để làm MC trong cái thị trường Việt Nam, mà hỏi Kỳ Duyên cái mình cần phải trao dồi cái gì nhất, thì Kỳ Duyên phải nói đó là cái kiến thức. Vì MC ở ngoại quốc, ví dụ như một ông mà quý vị thấy họ nói một cái late night show, họ ngồi họ đọc, và họ ví dụ như ông Stephen Colbert hay là những cái người Ellen DeGeneres hay ngay cả bà Oprah Winfrey, là đằng sau họ có cả một cái ekip gần như là mấy chục người viết. Và những người đó là họ chỉ ngồi họ chuyên họ viết những chuyện tếu, họ theo dõi tin tức, họ theo dõi thời sự, họ viết tất cả những cái kiến thức đó. Và cái người host là thật sự là chỉ cần cái duyên dáng của người host và họ đã có những cái kiến thức cho mình rồi. Người Việt Nam chúng ta thì Kỳ Duyên không biết những MC khác làm sao, nhưng mà riêng Kỳ Duyên được biết đó là không có ai viết cho mình. Mình phải tự viết, kiếm những cái kiến thức. Và ngay cả những cái công ty sự kiện mà họ viết cho mình đó, phần đông nó là những cái bài mà Kỳ Duyên gọi là những cái form letter, những cái bài đã viết sẵn rồi. Nếu hôm nay tôi làm cho một hãng công ty về thời trang, cái hãng công ty này sẽ có một cái fashion show biểu diễn thời trang, thì thưa quý vị, gần như nửa cái bài viết đó nó đã được áp dụng cho bao nhiêu công ty với bao nhiêu những cái sáo ngữ giống nhau rồi. Thành ra nếu mình đọc thì mình cũng
sẽ như một con vẹt mình đọc lại thôi. Ví dụ họ nghĩ là công ty máy lạnh, công ty bán bảo hiểm, thì tất cả những cái đó nó sẽ có tượng tượng giống nhau. Thành ra nếu mình muốn làm một người MC mang lại một cái gì khác biệt hơn thì mình phải trau dồi cái kiến thức của mình. Và cái cách Kỳ Duyên trau dồi cái kiến thức là Kỳ Duyên sẽ bỏ ra một ngày, một buổi nhất định, mời cái người chủ hãng đi nói chuyện với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cũng làm việc với rất nhiều những MC khi mà họ mướn Kỳ Duyên với một người nữa. Thì những MC giỏi là những MC Kỳ Duyên sẽ ngồi xuống làm việc trước. Còn có rất nhiều những MC họ không có thời giờ. Tới nơi, hấp tá hấp tấp rồi chạy tới, rồi tới đúng giờ. Nửa tiếng rồi, chùi make up rồi mang lên, đưa MC là cứ thế mà đọc. Thì đọc thì nó lại giống nhau. Và nói tới đọc thì đây nó sẽ đưa cho quý vị tới một cái kinh nghiệm thứ nhì của Kỳ Duyên. Là nếu mình làm MC, MC live ở trên sân khấu hoặc là ở trong một cái buổi tiệc mà mình đọc, có nghĩa là mình sẽ mất khán giả. Không ai muốn nghe một người đứng đọc cả. Hồi nãy giờ Kỳ Duyên nói chuyện với quý vị là Kỳ Duyên đang chia sẻ, và có thể là quý vị vẫn còn ngồi nghe Kỳ Duyên, là Kỳ Duyên đang nói chuyện với quý vị. Thì y hệt như vậy, khi mình đứng trên một cái sân khấu lớn tới bao nhiêu, cái Kỳ Duyên thấy cái vai trò của người hướng dẫn chương trình, một người MC vẫn là nói chuyện với quý vị. Khác chăn là thay vì nói chuyện, quý vị cảm thấy Kỳ Duyên đang nói một với một, thì mình đang nói một với 1.000, một với 2.000 hay một với 10.000, vẫn là phải là nói chuyện. Chứ nếu bây giờ Kỳ Duyên bắt đầu đọc là quý vị sẽ không còn nghe nữa. Và Kỳ Duyên rất thấy tội nghiệp những MC khi mà Kỳ Duyên được đi mời dự những sự kiện, thì Kỳ Duyên thấy có nhiều những người MC đứng cầm cái bảng đọc, và mọi người ở dưới này vẫn ăn uống, vẫn vô, vẫn gọi là không ai để ý tới cái người MC đó nữa. Và vì không để ý thì người MC đó làm cái gì quý vị? Nói to hơn. Và vậy quý vị nghe có nhiều những người MC đứng ra, quý vị này không ạ, ra tôi không biết, ra la hết. Nhưng mà càng la hết người ta lại càng ăn uống nói chuyện, và mình mất đi cái khán giả của mình. Thành ra cái điều thứ nhất đối với Kỳ Duyên làm MC: không bao giờ đọc script.